nhớ khi Đức Thầy nơi này khai đạo cứu nhân. Ở nơi Tổ Đình bên dòng cựu Long Giang hiền hòa, chùa An Hòa tự chẳng bao xa, không đầy cây số kế bên thôi. Khi xưa Đức Thầy mang lư hương gửi thành nên danh chùa Thầy. Em ở xứ người lâu rồi không dịp ghé thăm, em đã quên rồi bao người sống bên chùa Thầy. Chùa Thầy nay vẫn thế em ơi, vẫn là nơi cúng kiêng trang nghiêm, luôn luôn có người săn sóc sau trước đèn nhang hàng ngày. Đã có người ngắm dạng đêm đêm như năm nào sấm giáng được ngâm, giáo khuyên xanh linh biết bao nồng nàn, mang từ hòa khắp cả trần gian, mang từ hòa khắp cả nhân gian. Nay khắp thôn làng đang đón ngày 18 tháng 5, hàng năm ai cũng nhớ, nhớ mong ngày này, nhớ ngày đại lễ, nhớ công ơn Thầy sáng khai. Nhớ ơn Đức Thầy khai đạo dắt dìu chúng sanh, bao người tu hành may nhờ pháp môn Tịnh Độ. Cầu ngài Phật Đà phóng quang minh, mang về nơi lạc quốc an vui. Mong sao Đức Thầy mau sớm quay gót vì bao năm đợi chờ. Đã có người ngắm dạng đêm đêm như năm nào sấm giáng được ngâm, giáo khuyên xanh linh biết bao nồng nàn, mang từ hòa khắp cả trần gian, mang từ hòa khắp cả nhân gian. Khắp thôn làng đang đón ngày 18 tháng 5, hàng năm ai cũng nhớ, nhớ mong ngày này, nhớ ngày đại lễ, nhớ công ơn Thầy sáng khai. Nhớ ơn Đức Thầy khai đạo dắt dìu chúng sanh, may nhờ pháp môn Tịnh Độ. Cầu ngài Phật Đà phóng quang minh, mang về nơi lạc quốc an vui. Mong
mong sao Đức Thầy mau sớm quay gót vì bao năm đợi chờ. Cầu Ngài Phật Đà phóng quang minh, mang về nơi lạc quốc an vui. Mong sao Đức Thầy mau sớm quay gót vì bao năm.